Vậy thì chúng ta đầu tiên phải hiểu được cái định nghĩa nha. Định nghĩa thì cái định nghĩa này nó là theo quốc tế rồi, là cái sự khởi phát đột ngột các thiếu sót chức năng thần kinh thường khu trú hay là lan tỏa tồn tại trong vòng 24 giờ à, quá 24 giờ và gây tử vong hoặc gây tử vong trong vòng 24 giờ, và được xác định là phải là do gì, cái nguồn gốc là mạch máu và không do chấn thương, tức là loại trừ các nguyên nhân là do chúng ta té ngã, đúng không? Rồi, còn theo y học cổ truyền thì cũng tương tự như vậy ha, chúng ta nó cũng nằm trong một cái phạm vi của rất nhiều các bệnh khác nhau, ví dụ là bán thân bất toại, trúng phong này, hầu thiệt hoa tà này, vân vân. Ý là một số bạn quy nó về cái nguy chứng, đúng không? Rồi, còn liên quan tới y học cổ truyền thì chúng ta cần phải phối hợp chặt chẽ với cái việc là vật lý trị liệu phục hồi chức năng đối với cái bệnh đột quỵ não, vì đa số là người ta sau khi đột quỵ thì người ta sẽ thiếu sót một số các chức năng liên quan tới vận động, đúng không? Thần kinh vận động. Thì theo một cái hướng dẫn của bên phục hồi chức năng thì người ta chia ra các mức phục hồi sau đột quỵ. Cái này các bạn có thể tham khảo thôi ha, chứ không, bởi vì cái vấn đề liên quan các giai đoạn sau đột quỵ nó vẫn còn tranh cãi, đúng không? Có rất nhiều các chuyên gia thì có các ý kiến khác nhau, nhưng đây tôi chỉ lấy một cái ví dụ trong cái cuốn hướng dẫn chẩn đoán điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ. Thì trong cuốn đó người ta có căn cứ vào một số các khuyến cáo ở trên ở quốc tế, thì người ta chia cái sự phục hồi đột quỵ ra làm bốn cái giai đoạn nha, bốn giai đoạn. Thì đầu tiên là các bạn biết là giai đoạn tối cấp, tức là trong vòng 24 giờ đầu đó. Sau đó người ta cái giai đoạn thứ hai thì thông thường các bạn hay nghĩ là giai đoạn bán cấp hay gì đó, thì người ta không gọi là giai đoạn bán cấp mà người ta gọi là giai đoạn phục hồi sớm, bởi vì đây là cái ngành phục hồi chức năng, các bạn lưu ý là như vậy. Hồi sớm là từ 24 giờ cho tới 3 tháng đầu, tức là sao, tức là hiểu một cách nôm na đó là sau khi chúng ta đã ổn định được cái việc đột quỵ, nhồi máu hay là xuất huyết, tức là chúng ta đã ổn định được cái chỉ số sinh tồn, đúng không? Thì giai đoạn hồi phục sớm là giai đoạn mà chúng ta cần phải can thiệp ngay sau khi mà ổn định. Rồi tiếp theo nữa là giai đoạn phục hồi muộn là 3 đến 6 tháng và chúng ta vẫn còn có thể phục hồi được. Còn cuối cùng là đến cái giai đoạn mãn tính là trên 6 tháng. Và trên 6 tháng thì thông thường người ta nói là sau khi mà đột quỵ quá 6 tháng thì cái vấn đề phục hồi về chức năng liên quan đến vận động thần kinh hay là số thiếu sót thì tương đối là khó, rất là khó nha các bạn. Nên khi mà chúng ta điều trị một bệnh nhân đột quỵ, chúng ta cũng cần phải cân nhắc giai đoạn nào chúng ta cần phải điều trị tích cực, điều trị tấn công, còn giai đoạn nào thì chúng ta cần phải điều trị là để gì, chống các biến chứng của nó thôi. Ví dụ trong các giai đoạn mà mãn tính rồi, tức là bệnh nhân đã bị đột quỵ 2-3 năm rồi, thì cái mục tiêu của chúng ta không phải là hồi phục nữa, mà chúng ta chuyển qua cái gọi là gì, chống các biến chứng hoặc là dự phòng, gọi là đề phòng các biến chứng do đột quỵ gây ra, ví dụ là loét cho tì đè hay là cứng khớp hay là vân vân, đúng không? Thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải làm. Còn trong cái giai đoạn mà chúng ta có thể phục hồi được các chức năng vận động thì chúng ta cần phải tích cực phục hồi và đánh giá, đúng không? Thì chúng ta có rất nhiều các thang điểm, nãy giờ bạn có nói thang điểm NIST, rồi ngoài ra người ta có thang điểm OZOGOGO, ngoài ra nữa thì có cái thang điểm gì, Rankin, đều là những cái thang điểm mà đánh giá cái sự phục hồi sau đột quỵ, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Và các thang điểm này thì hầu hết là bây giờ trên lâm sàng là khi mà làm nghiên cứu hoặc là khi mà điều trị bệnh thì các khoa, đặc biệt là các khoa phục hồi chức năng, người ta thường phải đánh giá trước sau điều trị của một bệnh nhân, đúng không? Rồi, và cũng trong cái cuốn hướng dẫn điều trị phục hồi chức năng này thì người ta có đề ra một loạt các cái vấn đề cần quan tâm của một bệnh nhân sau khi mà bị đột quỵ, đúng không? Thì chúng ta biết được là gì ạ? Một bệnh nhân đột quỵ thì sẽ sau khi mà chuyển qua giai đoạn chúng ta gọi chung là đứng, thì người ta có rất nhiều thiếu sót và có rất nhiều các vấn đề, cho nên là chúng ta nói là một bác sĩ đa khoa hay là một bác sĩ y học cổ truyền hay một bác sĩ phục hồi chức năng có thể xử lý được hết những cái vấn đề của bệnh nhân di chứng như vậy, đúng không? Thì chính 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 vì vậy mà hiện nay là đa số các bệnh viện mà để mà chăm sóc điều trị tốt những cái bệnh mà đột quỵ thì người ta kết hợp, gọi là kết hợp nhiều chuyên ngành, đa chuyên ngành, đa trung tâm. Cái từ này là hiện nay là đang tương đối là phổ biến, gọi là đa chuyên ngành, đa trung tâm, để làm sao mà mỗi một cái chuyên ngành có một cái ưu thế khác nhau để xử lý các vấn đề trên một bệnh nhân đột quỵ nói chung và các bệnh nhân khác. Thì sau khi mà cái hướng dẫn của NICE 2013 thì người ta đã liệt kê ra cho chúng ta được rất nhiều các vấn đề cần phải quan tâm tới một bệnh nhân sau khi
bị đột quỵ. Ví dụ đầu tiên là phải tư thế trị liệu, cái này liên quan tới phổi chức năng đúng không, rồi là khuyến khích vận động sớm để tạo thuận lợi cho nút an toàn, những vấn đề chúng ta cũng cần phải quan tâm, và xử lý thay đổi trong xương lực cơ, xử lý các rối loạn cảm giác. Thì cái này chúng ta có thể là sử dụng gì, xoa bóp, châm cứu đúng không, bấm huyệt gì đó, rồi các xử lý các khó khăn trong giao tiếp, hoặc là thì chúng ta cần phải liên quan tới một số bác sĩ liên quan chuyên ngành thần kinh hoặc là tâm thần đúng không, rồi là tạo thuận chức năng chi trên, cải thiện cơ lực, cải thiện dáng đi, thăng bằng di chuyển vân vân, cải thiện sức bền. Thì những cái liên quan này thì hầu hết là liên quan tới phục hồi chức năng đúng không, phục hồi chức năng. Ngoài ra thì còn liên quan tới gì, tới bên tâm thần, bên ngoại khoa đúng không, điều dưỡng và rất nhiều vấn đề khác nữa. Thì chứng tỏ là gì ạ, chúng ta một bệnh nhân khi mà các bạn mà chính thức tham gia điều trị một bệnh nhân mà bị đột quỵ thì các bạn cũng cần phải quan tâm đến những cái vấn đề như thế này ha, chứ không phải chúng ta chỉ chăm chăm nhảy vào mà đánh giá xương lực cơ, đánh giá sức cơ, sau đó ngày hôm sau chúng ta lại quay lại đánh giá xương lực cơ, sức cơ, phản xạ nhân xương là chúng ta xong việc không có. Rồi còn lướt sơ qua về một số vấn đề liên quan tới y học cổ truyền, thì các bạn biết là trong y học cổ truyền thì cái đột quỵ não nó thường nhắc tới một cái phạm trù của cái bệnh trúng phong, tất nhiên là không phải hoàn toàn, nhưng mà trúng phong là một cái điển hình của đột quỵ não đúng không. Thì trúng phong người ta chia ra làm rất là nhiều loại khác nhau, thì nếu mà trong cái bài nội khoa ấy, nội bệnh lý học cổ truyền, thì các bạn sẽ phải học hết là kinh lạc, tạng phủ vân vân. Thì trong cái bài đột quỵ não này thì các bạn chú ý vào cái phần liên quan tới di chứng, bởi vì chúng ta điều trị đột quỵ não bằng y học cổ truyền là điều trị cái di chứng của nó, chứ chúng ta không phải điều trị cái gì giai đoạn cấp của nó ha. Rồi thì di chứng thì chúng ta có ba cái thể lâm sàng, và ba cái thể này thì cũng được thống nhất từ nhiều sách, nhiều nguồn và nhiều các bác sĩ lâm sàng, thì người ta đều thống nhất là sau khi mà đột quỵ não xảy ra thì thông thường những bệnh nhân có ba cái thể lâm sàng hay gặp đúng không, gọi một là đàm ứ trở lạc, hai là khí hư huyết ứ, ba là can thận khuy hư. Thì đây là ba cái thể lâm sàng thường gặp thôi. Còn ngoài ra trên lâm sàng thì các bạn biết là mỗi một bệnh nhân thì có các bệnh kèm theo nó rất phức tạp, thì có thể kèm theo các thể khác, ví dụ là âm dương khí huyết lưỡng hư chẳng hạn. Rồi vẫn có thể là bệnh nhân vẫn còn cái âm hư, hoặc vẫn còn cái can dương vượng, hoặc là bệnh nhân kèm thêm một cái tỳ hư hay tỳ khí hư hay là tâm quý hay là chính xung gì đó ha. Thì rất nhiều các thể lâm sàng có thể nó hỗn tạp với nhau. Tuy nhiên thì trong người ta thống kê là trong cái bệnh bản thân bất toại sau cái di chứng thì chủ yếu xuất hiện ba cái thể này, các bạn cần phải lưu ý cái triệu chứng của nó ha. Thì đối với cái thể đàm ứ trở lạc thì các bạn cần phải biết đó là một cái liên quan tới đàm, và liên quan tới đàm thì nó thường gây gọi gì, gây tê, gây 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 trở ngại cái sự tuần hoàn của huyết. Cho nên là một là nó hay có triệu chứng là tê này, hai là có triệu chứng của ứ này, vì làm sao, vì đàm nó sẽ che ngăn trở ha, ngăn trở lại là không cho khí huyết nó lưu thông nữa, nên nó có cái biểu hiện là gì, tê, rồi là có tí lưỡi tím tối, và cái biểu hiện của đàm là sẽ nê đúng không, rêu lưỡi nê hoặc dày đúng không. Mạch thì thông thường là gì, mạch hoa. Rồi còn cái biểu hiện thứ hai là liên quan tới khí hư huyết ứ, hay còn gọi là khí suy huyết ứ, thì các bạn là có nắm rõ rồi, đó là liên quan tới vấn đề sau khi đột quỵ thì một phần cái khí nó bị hao tổn và dẫn tới hiện tượng là khí suy, và thông qua đó là nó không thúc đẩy được cái gì, không thúc đẩy được cái huyết nó tuần hoàn xung quanh cơ thể tới các cái vị trí của các cơ quan đại phủ. Nó biểu hiện ra một cái biểu hiện là khí hư huyết ứ, hay còn gọi khí suy huyết ứ. Thì các biểu hiện khí suy huyết ứ thì chúng ta biết rồi đúng không. Rồi còn cái biểu hiện cái thể lâm sàng cuối cùng thì nó là liên quan tới can thận khuy hư. Ở đây nhắc lại các bạn, nó là can thận khuy hư chứ không đơn thuần là chỉ là can thận âm hư. Các bạn lưu ý nó có thể là cái chức năng âm hay dương thì người ta chưa biết, nhưng mà các chức năng khác của can thận nó bị khuy hư đúng không. Thì ví dụ là tôi nói là ví dụ là biểu hiện của can hư nó là gì, chân tay co cứng biến dạng đúng không, hoặc là chân tay run chẳng hạn, rồi hoa mắt chóng mặt chẳng hạn đúng không. Thì nó chưa chưa rõ là can âm hay can dương, nhưng nó là biểu hiện của tạng can hay tạng thận, thì liên quan ví dụ là tiểu 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 đêm này, hay là ngũ canh tả này, hay là chân tay lạnh này, hay là thậm chí là bệnh nhân là có cái triệu chứng đau đau âm ỉ vùng thắt lưng đúng không, rồi là đau lưng mỏi gối vân vân, di tinh liệt dương ví dụ thế. Thì đấy là biểu hiện của thận.
Tuy nhiên thì để mà phân tích cụ thể thì trên lâm sàng các bạn cần phải biện chứng ra nó là liên quan đến thận âm hay thận dương, chứ còn chung chung thì nó có thể là gì, can thận phi hư. Chính vì vậy mà trên lâm sàng các bạn đừng có cố gượng ép nó vào một cái thể gọi là can thận âm hư. Tôi thấy các bạn làm bệnh án là thông thường hay hay cố ép nó vào cái gì cũng là can thận âm hư. Thế tôi hỏi là ví dụ can thận cái phần âm nó không hư nhưng mà các chức năng khác của nó hư thì gọi là gì, thì các bạn lại không biết. Vâng, cho nên các bạn đừng có cố gắng ép là bệnh nhân này của em là can thận âm hư, bài thuốc là đột quỵ điều hòa hoàn, cái đó là chưa chắc đâu ha. Bởi vì không phải bệnh nhân nào mà sau đột quỵ cũng là biến ra thành cái hiện tượng gọi là can thận âm hư. Rồi thì trong cái phần đột quỵ não này, tôi muốn giới thiệu cho các bạn là cái bài bổ dương hoàn ngũ. Cái lý do tại sao giới thiệu bài này thì là cái bài này hiện nay ấy, là vẫn là cái bài sử dụng nhiều nhất đối với những bệnh nhân mà sau đột quỵ. Thì lý do người ta sử dụng nhiều là lý do là gần như người ta nói là sau một cái bạo bệnh, tức là sau một cái bệnh cấp tính, thì thông thường cơ thể thường xảy ra cái tình trạng gọi là hư chứng, đúng không? Vì chúng ta giống như chúng ta sử dụng quá nhiều năng lượng cho một cái việc nào đó thôi, chúng ta rất là mệt mỏi, đúng không? Thông thường người ta nói cái quan điểm là sau một cơn bạo bệnh thì thường là xuất hiện hư chứng, và sau khi đột quỵ thì cũng tương tự như vậy, nó sẽ xuất hiện đa phần là sẽ là hư chứng và đa phần là sẽ có thể lâm sàng là khí suy huyết ứ. Và sau đó là các bác sĩ hiện nay là người ta đã nghiên cứu cái tác dụng của bài bổ dương hoàn ngũ trên lâm sàng để tìm hiểu xem là cái bài này có tác dụng gì và nó ứng dụng gì đối với bệnh nhân bị đột quỵ hay không. Thì rất nhiều các nghiên cứu, ví dụ là một cái nghiên cứu năm 1989 thì người ta đã nghiên cứu được là cái tác dụng của bài bổ dương hoàn ngũ, nó có tác dụng là gì, là tan huyết khối, đúng không? Tan huyết khối tức là nó có tác dụng là chống cái tập tiểu cầu, đúng không? Còn giảm cholesterol máu nữa, vân vân. Rồi hay một nghiên cứu 1991 thì cũng thấy là gì, nó cũng tăng cái lưu động của hồng cầu, tức là nó làm giống như chúng ta hiểu một cách nôm na theo y học cổ truyền là thúc đẩy cái khí huyết nó lưu thông, đúng không? Thì y học hiện đại nó là gì, biểu hiện của sự là tăng lưu động của hồng cầu. Rồi còn một cái nghiên cứu năm 97 thì người ta nói là nó cải thiện nhiều các triệu chứng khác liên quan tới tim mạch, đúng không? Ví dụ như nhồi máu cơ tim hay là liên quan tới các biểu hiện trên điện tim đồ. Thì thực tế là sao, là chúng ta có thể hiểu một cách nôm na đó là cái bài này nó có tác dụng là hoạt huyết, là hoạt huyết khứ ứ. Cho nên là những cái bệnh lý liên quan tim mạch thì nếu mà có xuất hiện các hiện tượng là khí huyết nó ứ trệ ở tim mạch ấy, thì nó sẽ giải quyết được, đúng không? Rồi còn những nghiên cứu gần đây thì chúng ta biết được có nghiên cứu là liên quan tới các bệnh nhân gì xuất huyết não à, xuất huyết não à, rồi là những bệnh nhân là tai biến mạch não nói chung. Cái này để làm gì ạ, để các bạn nắm được là cái bệnh, cái bài bổ dương hoàn ngũ ấy, nó không chỉ sử dụng đối với bệnh nhân mà xuất huyết hay là nhồi máu, người ta đều sử dụng được. Bởi vì lý do là sau khi mà các chỉ số sinh tồn đã ổn định rồi và xét theo cái quan điểm của y học cổ truyền là sau đó là chúng ta đã có một cái gì, cái khí suy nó ứ trệ thì nó sẽ xuất hiện cái huyết ứ là bình thường, chứ không phải các bạn nói là ơ bệnh nhân này của em bị xuất huyết não mà bây giờ thầy lại dùng cái bài bổ dương hoàn ngũ này có tác dụng hoạt huyết, hành khí hoạt huyết nên thế là không nguy hiểm cho bệnh nhân, cái đó không phải à. Và một số nghiên cứu đã dùng luôn, ví dụ như anh nghiên cứu của Trịnh Đình Tùng này, người ta đã điều trị 30 ca xuất huyết não à, thì người ta thấy nó có hiệu quả, đúng không? Với điều kiện nó phải trong cái giai đoạn là đang phục hồi. Rồi các phương pháp điều trị không dùng thuốc khác thì thực tế là rất nhiều. Cũng ngay trong những cái các bác sĩ ở bệnh viện y học cổ truyền thành phố Cần Thơ ấy, thì người ta cũng làm chuyên khoa 2 rất nhiều các đề tài liên quan tới điều trị cải thiện cái gì, cái chức năng phục hồi chức năng đối với bệnh nhân bị tai biến. Ví dụ như là cô Tôn Chi Nhân thì cũng kết hợp giữa gì điện châm và bài thuốc nghiệm phương ha. Nghiệm phương để điều trị cái di chứng của tai biến thì đã cải thiện đánh chức năng của gì ogozozo, đúng không? Rồi còn cái nghiên cứu thứ hai thì người ta kết hợp điện châm và xoa bóp cộng với vận động, thì các bạn biết rồi trên lâm sàng bệnh viện y học cổ truyền chúng ta dùng rất là nhiều. Người ta đánh giá thông qua cái dạng thang điểm là Rankin ha. Rankin thì bạn nào mà chưa biết cái thang điểm Rankin là gì, các bạn có thể lên mạng tìm xem người ta đánh giá cái gì ha. Rồi còn tiếp theo những cái nghiên cứu gần đây thì chủ yếu là người ta phải kết hợp nha các bạn, kết hợp để một bệnh nhân như tôi nói là một bệnh nhân sau cái đột quỵ là cần phải có sự kết hợp nhiều chuyên ngành, đa chuyên ngành, đa trung tâm, đúng không? Ví dụ như là thầy Phan Văn Trí Hiếu thì thầy có sử dụng là điện châm này, kết hợp vật lý trị liệu này, rồi
Diệu Thường ở Sài Gòn thì kết hợp gì vận động trị liệu này, tức là một số các bài tập để kết hợp điện châm, rồi là nhiều cái nghiên cứu chứng minh là cái điện châm cũng có cái tác dụng tốt trong việc cải thiện các chức năng vận động thì bệnh nhân nhồi máu não hoặc là xuất huyết não. Rồi thì đó là một số cái thông tin liên quan tới cái bệnh đột quỵ não. Thì như vậy là thông qua hai cái bài, một là tăng huyết áp, hai là đột quỵ não, thì các bạn cũng đã nắm được sơ qua về cái định nghĩa này, nguyên tắc điều trị này, điều trị cụ thể này. Đúng không ạ? Và đấy là cái mà mục tiêu chúng ta học. Mục tiêu đầu tiên các bạn phải biết được đột quỵ não là gì, hay là tăng huyết áp là gì, làm sao để được chẩn đoán xác định được. Ví dụ là đột quỵ não thì chẩn đoán xác định nó dễ rồi, đúng không? Còn tăng huyết áp thì các bạn cần phải chẩn đoán xác định là như thế nào là đo huyết áp đúng hay đo huyết áp không đúng, và đo như thế nào và đánh giá như thế nào. À, rồi đây một số cái thông tin cho các bạn. Phần tiếp theo thì chắc là chúng ta dành khoảng 15 phút để cho các bạn trao đổi. À, nếu các bạn không có trao đổi gì thì tôi sẽ hỏi cho nhóm. Bây giờ hỏi luôn cái nhóm liên quan tới đột quỵ não.